chào bạn và bây giờ chúng ta sẽ cùng qua cái module thứ hai cái module thứ hai là về cũng là về mã giảm giá nhưng mà đây là phần lý thuyết cái module thứ hai tên là tìm hiểu sâu về cái bảng giảm giá và cũng như là cái cách áp dụng nó như thế nào thì nguyên cái module thứ hai nè chỉ là lý thuyết về bảng giảm giá thôi thì sang module thứ ba chính là cái module thực hành và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng giảm giá luôn thì đầu tiên mình sẽ cùng tìm hiểu về cái tính năng của bảng giảm giá thì ở đây sẽ có 8 cái nội dung thì mình sẽ đi lần lượt từng nội dung nha đầu tiên là phần giới thiệu ấy, cái mà em giá thì chắc là mình không cần nói rồi. ví dụ như là mua 100 ngàn giảm 10 000 kiểu kiểu vậy thôi. cái phần này mình đi lướt qua nha, tại vì nó quá thông dụng rồi. mình mua hàng online mình cũng biết mấy vụ này ha, mình bán hàng trên shopee hay xiên đỏ mình cũng biết vụ này rồi, không cần không phải giới thiệu nhiều nữa. rồi những cái lợi ích nè, của mẹ em giá là thứ nhất là lượt truy cập, mẹ em giá nó nằm trên trang khuyến mãi nè, hay là khách hàng có thể truy cập vào một gian hàng và chỉ cần nhấp một cái chuột ví dụ như nha, khi mà bạn tạo ngoại giảm giá đúng không bạn xe cái link cái bài giảm giá lên trên những cái group hay là trên Facebook có khách hàng tiềm năng thì người ta người ta chỉ cần nhấp vô cái link mã giảm giá thì người ta sẽ thấy toàn bộ những sản phẩm của mình đó nó rất là hay nó sẽ tăng được lượng truy cập rất là nhiều ý thứ hai là tăng cái tỷ lệ chuyển đổi tại vì sao như nãy mình vừa nói xong luôn là nếu mà bạn giảm giá kiểu thông thường đăng 200 000 giảm 50 phần trăm còn trăm ngàn thì nó quá bình thường rồi nếu mà mình chích một phần doanh thu ra cho mày em giá ấy, thì cái tỷ lệ mua hàng sẽ tăng lên rất là nhiều thậm chí cái tỷ lệ thêm vào giỏ hàng cũng tăng lên rất là nhiều kiểu như là khách hàng người ta có tâm lý thế này đôi khi á là cuối tháng người ta không có tiền mua hết lương không có tiền mua cái người ta đi kiếm sản phẩm ok xong rồi người ta thêm vào giỏ hàng sưu tầm mày giảm giá xong thêm vào giỏ hàng để đó đầu tháng có lương mua luôn hoặc là canh tới ngày gần có lương người ta mua nó ship về là vừa đó cái kiểu vậy rồi cái một cái đó là nó tăng cái kích thước giỏ hàng có nghĩa là nó tăng thêm nhiều cái sản phẩm mấy bạn tức là gì nè đây nó nói nè điều kiện chi tiêu tối thiểu sẽ khuyến khích khách hàng thanh toán với nhiều đơn hàng hoặc giá trị đơn hàng cao tăng tỷ lệ sản phẩm hoặc giá trị mỗi đơn hàng có nghĩa là sao ví dụ như là mình thiết kế cái shop nha chỗ này là thiết kế nha mình thiết kế cái shop cái sản phẩm cái về sản phẩm mình của mình ấy là ví dụ như là mình không để một cái nào mà trên 500 ngàn hết sản phẩm của mình dưới hai ba trăm thôi nhưng mà nếu mà muốn được cái mà giảm giá 100 trăm ngàn á thì phải mua ít nhất á là 500 trăm ngàn vậy thì sao bắt buộc phải mua ba cái ba sản phẩm mỗi sản phẩm 200 000 ngàn thì mới được 600 thì mới được khuyến mãi mới được giảm giá chứ bây giờ mua hai cái bốn 000 ngàn thì đâu được giảm giá đâu vì vậy nó tăng cái tỷ lệ doanh thu của một đơn hàng của mình lên rất là nhiều rồi cái cuối cùng là cái đúng rồi nó sẽ tăng tỷ lệ doanh thu rồi ở đây thì mà em giá nó hoạt động như thế nào nè đầu tiên nhà bán hàng xác định được mục tiêu và tạo cái mã em giá tức là mình mình xác định mình đặt mục tiêu thử là mình tạo cái mã em giá để làm chi rồi nó nói cái, mẹo nè mục tiêu của bạn tại sao sẽ giúp xác định câu hỏi ai ở đâu cái gì khi nào và như thế nào để xác định được điều kiện của mày em giá trong quá trình tạo mày em giá của này nó 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 giống như là nó về cái tư duy bạn nó hơi mong luôn một tí tức là nhà ví dụ như bạn xác định là bạn bán cái sản phẩm a cho tập khách hàng có giá trị là thấp tức là những người mà uh, cái tập khách hàng mà ai cũng mua được không phải là là người có tiền hay là người không có tiền cả hai đều mua được hết vậy là mình đánh vô phân khúc là giá rẻ đúng không vậy thì ai là sản phẩm giá rẻ nè tức là cái sản phẩm giá rẻ ở đâu thì ở trên Lazada cái gì là cái sản phẩm gì của mình và khi nào mình sẽ chạy và mình sẽ chạy như thế nào đó cái kiểu cái bộ câu hỏi thì kiểu vậy và từ những câu hỏi này mình vẽ ra mình ghi ra thì mình sẽ có được một cái gọi là kế hoạch cho mình làm cái mà giảm giá nó ok hơn rồi sau khi mà mình quyết định mình tạo mà giảm giá xong đúng không thì mình sẽ quyết định phân bổ ngân sách cho cái bài em giá đó thì như mình nói nếu mà bạn không muốn chích cái phần doanh thu không muốn mắc cái phần một bớt một phần doanh thu đi thì bạn cứ cộng lên một xíu thôi Tức là mình kiểu như là hỗ trợ khách hàng 50 phần trăm em giá và mình chịu 50 phần trăm đó ví dụ như uh, bây giờ nha bán 200.000 thì thay vì uh, bán 200.000 đi bán hai ở đây ghi không được bán 200.000 bây giờ giảm xuống còn trăm uh, một đi rồi sau đó mình làm cái mã coupon giảm thêm 20 ngàn cho khách nữa Kiểu kiểu vậy thay vì mình giảm 100 ngàn và mình không cái mã có mã coupon gì hết trơn Thì đối với cái mã coupon 20 ngàn đối với khách đó, thì người ta sẽ ấn tượng hơn và người ta sẽ tăng tỷ lệ mua hàng lên rất là nhiều rồi chúng ta tạo mã giảm giá trong sale Center thì cái khúc này là cái khúc mà thực hành rồi thì mình sẽ bỏ qua khúc này nha, mình sẽ không nói khúc này. Thì video sau mình thực hành luôn, không nói nữa rồi sẽ có những mặt những cái loại mã giảm giá gì thì thứ nhất là mã giảm giá siêu tầm thì nó là gì định nghĩa nè là mà giảm giá mà khách hàng có thể siêu tầm và lưu lại trong ví để sử dụng sau này trước khi mà giảm giá hết hạn mã giảm giá này sẽ tự động áp dụng khi khách hàng đủ điều kiện khách hàng có thể sử dụng nhiều mã của nhiều nhà bán hàng theo điều kiện của từng nhà bán hàng tối đa một nhà bán hàng là một mã rồi đó là mã giảm giá sưu tầm nha còn sử dụng trong trường hợp nào thì à, sử dụng trong trường hợp làm tăng lượng truy cập khách hàng sưu tầm mã giảm giá và quay lại gian hàng của nhà bán hàng để tiếp tục mua hàng bằng cách truy cập phí mã giảm giá thì cái này là cái số lượng mà mã giảm giá thì nó sẽ không giới hạn mình muốn tạo như mình tạo và nó đúng thời gian thì nó nó tắt nó không cái còn nữa rồi thì ở đây thì đây là bản update cũ rồi hiện tại thì hình, hình như là nó có hết tất cả rồi thì mình sẽ bỏ qua phần này nha rồi đây là cái phần thực hành rồi mình cũng sẽ bỏ qua luôn. Những phần này thì video sau thì mình sẽ uh, demo và làm luôn. Mình sẽ kiếm cái phần nào mà nó không phải là thực hành để mình uh, diễn giải nha. Đây là mã giảm giá theo phần trăm mà cố định nè. Thì uh, giảm giá cố định cho phép nhà bán hàng tạo mã giảm giá trừ đi một khoản tiền từ giá sản phẩm khi đủ điều kiện. Ờ, cái mấy cái này nó giống như lý thuyết suông hay sao nó cứ đọc kiểu gì khó khó hiểu nói chung nôm na là vậy nè à, giảm giá cố định giá trị cố định tức là ví dụ như là bạn bán trăm ngàn mà giảm 10 ngàn thì khách mua chỉ trả 90 ngàn kiểu kiểu vậy thôi chứ mà nó ghi một, một hoàn loạn vậy mình hồi mình cũng chả nhớ luôn còn cái mà giảm giá phần theo phần trăm thì kiểu như là mua giảm 10 trăm cho đơn hàng tối thiểu 100 ngàn nếu mà khách hàng người ta mua cái đơn nó 100 ngàn thì giảm 10 phần trăm nhưng mà tối đa là bao nhiêu bao nhiêu ca thôi ví dụ như uh, giảm 10 phần trăm tối đa là 20 k cho đơn bé hơn trăm ngàn có nghĩa là 100 ngàn giảm 10 phần trăm là 10.000 đi thì uh, tối đa là 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 20 k thì là trong trường hợp này chỉ giảm được 10.000 thôi rồi tiêu chí nè những cái tiêu chí này thì mình sẽ qua cái video sau mình sẽ nói luôn đây là ở đây nó có ví dụ nè cái ví dụ này đây mình sẽ nói sơ nha. Ờ, nó sẽ có những cái tiêu chí ví dụ thời hạn của mã giá chắc chắn có nè. Rồi khuyến mãi theo cấp độ nào nè, là mình chọn là toàn shop hay là theo cái từng sản phẩm hay là từng cái kia ví dụ như là uh, sản phẩm là có 10 màu đi. Tổng tất cả các cái EKG là 10 màu là 10 màu. Thì bây giờ mình chỉ giảm màu xanh thôi, không giảm màu đỏ, màu trắng. Ví dụ trong kho còn màu trắng, màu đen, màu đỏ đi thì màu trắng, màu đen bán rất là chạy, không giảm. Giảm màu đỏ thôi rồi tổng số lượng mà em giá là bao nhiêu số lượng mà em giá cho một khách hàng là bao nhiêu rồi giá trị gi giảm giá là bao nhiêu rồi giá trị đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu thì những phần này là video sau mình sẽ nói kỹ hơn rồi cái cách mà tạo mã giảm giá thì video sau mình cũng sẽ nói luôn nha rồi cái này thì nó sẽ à gọi là tùy chọn hiển thị nè một khi đã tùy chọn thì mã giảm giá sẽ tự động được hiển thị trong kết quả tìm kiếm đó rồi xuất hiện nó xuất hiện theo dữ liệu và hành vi mua sắm của khách hàng. Rồi áp dụng cho mã giảm giá siêu tầm hiển thị bên trên ứng dụng. Thì đây nó sẽ hiển thị kiểu kiểu này. Ví dụ như là khách người ta sợ thì người ta sẽ gặp uh, cái mã đó hoặc là người ta follow shop thì người ta lướt một dạo thì người ta sẽ gặp mã giảm giá và nó thúc đẩy cái 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 cái, cái lượng mua hàng hơn. Rồi ở đây là cách tạo mã giảm giá trên ứng dụng thì bạn tải cái app là CL bạn lên trên App Store hoặc là trên xe Play á bạn tải cái app tên là CL Center nó sẽ ra và nó sẽ có hướng dẫn này thì à, tài liệu này thì mình cũng đã up trên Kata City rồi bạn cứ lên trên đó và bạn tải về bạn ngâm cứu rồi ở đây là cái phần mà hiệu quả mà giảm giá nè thì nói chung là như cái video trước thì mình nói cái case study kia thì nó gọi là tăng đột biến tăng 60 phần trăm luôn nên là mình chắc chắn là mình phải có mà giảm giá cho khách hàng chắc chắn là gian hàng nó cũng phải có nếu mà muốn đột phá doanh thu thì bắt buộc phải có thôi rồi cái này thì mình sẽ không nói nha 9 tháng 9 nè rồi về cái phần tài chính nè rồi ví dụ khi mà bạn là lai lai chuyển tiền xong đó thì hoặc là bạn vô trong cái mục tài chính bạn coi á trong một sau kê tài khoản thì nó sẽ có cái phần là sau kê tài khoản thì ở đây bạn bấm xuống cái chỗ mà bấm cái nút chuột sổ xuống này nó sẽ có cái ưu đãi gói sản phẩm là bao nhiêu tiền mà giảm giá kiểu kiểu vậy thì số tiền này là mình chích ra từ doanh thu và mình cách tốt nhất là mình nói với bạn là nên cộng vào trong doanh thu luôn để coi như mình không cái lỗ không phải mắc cái chỗ này có thể là mình 50 50 ví dụ khách 50 mình 50 hoặc là Um, khách 100% luôn kiểu kiểu vậy thì mình sẽ đỡ được cái chi phí và cái đỡ được cái mắc được một đỡ mắc một cái phần doanh thu cái khúc này rồi một vài câu hỏi thường gặp thì bạn có thể đọc ở trong uh, cái uh, file pdf này luôn nha rồi cái thứ hai á mình muốn nói mình muốn gộp chung vô trong này luôn á là cái phần mà uh, chiến lược tạo mà em giá hiệu quả nè cái phần mà search resort đây nè hình như nó không còn nữa mình nhớ là nó không còn nữa nên là mình bây giờ mình sẽ search thử là nó có còn nữa hay không nha mày mà giảm giá nè rồi thêm mà giảm giá nè nó sẽ không có nó chỉ có kênh thông thường là những cái kênh mà kiểu như là uh, như nãy nói là nó sẽ xuất hiện theo cái hành vi của khách hàng á còn thơ, kênh người theo dõi gian hàng tức là những người nào theo dõi thì người ta sẽ thấy rồi kênh ngồi tiếng này thì nó mới ra sao mình chưa tìm hiểu cái kênh ngồi tiếng này để mình tìm hiểu xong thì mình sẽ uh, viết bài trên group nha rồi ok có những cái như vậy thôi rồi ở đây nó sẽ thiết lập cái mã giám giá siêu tầm theo nhiều cấp độ nè thì cái khúc này giống như là uh, nói chung cái bảng này rất là dài dòng mình tóm lại vậy nè nếu ví dụ như mình sẽ có 3 mức thôi ba mức nha ví dụ như mức 10.000 là cho đơn hàng trăm nghìn mức 20.000 cho đơn hàng 200 mức 30.000 cho đơn hàng 300 kiểu vậy thôi ba mức vậy thôi chứ mình mình đừng cái mà hiểu đọc nhiều quá đôi khi là nó bị rối nữa ấy. nên là mình chỉ cần nhớ một vài ý chính và chủ yếu là xem ví dụ thôi nè giảm 20.000 cho đơn trăm ngàn trở lên nè giảm trăm ngàn cho hóa đơn 300 là giảm 300 cho hóa đơn 600 thì cái khúc này đã cộng doanh thu rồi chứ ông nào mà giảm 300 000 chắc lỗ sắp mặt luôn á. Rồi ở đây thì làm thế nào để tăng cái mức độ hiện thị và em giá? Thì đầu tiên là cái mục dạo. Thì mục dạo này là những người nào mà follow shop ấy thì sẽ thấy trong mục dạo này. Và đôi khi á người ta lướt lướt giống như lướt trên Facebook các bạn. Người ta lướt lướt người ta thấy đẹp cái người ta bấm chữ sưu tầm. Rồi người ta mua luôn. Hoặc là sưu tầm người ta để đó sau này người ta mua. Như nãy mình nói là hết tiền lương cái chờ đầu tháng mua. Rồi cái thứ hai mình có thể thiết kế ở trên gian hàng của mình. Thì những video sau mình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế. Rồi cái thứ ba là công cụ chat. Ví dụ như là khi mà khách người ta follow mình ấy, mình có quyền nhắn tin cho người ta. Và mình gửi mà giảm giá cho người ta. Hoặc là những cái sự kiện lớn, ví dụ như là 11 tháng 11, 12 tháng 12, 9 tháng 9 hay là những ngày, những cái tháng cuối năm á, tháng Tết á, thì mình có thể là gửi, ví dụ như là cứ gửi say quòng, hai ngày gửi lần ngày gửi lần kiểu kiểu vậy để cho mình thôi thúc khách hàng mua rồi thì có bao nhiêu đó thôi ở đây nó sẽ có một cái nữa là tương tác lượt theo dõi gửi mã giảm giá tức là gì nè nói chung cái chỗ này là mình uh, chương tiếp theo thì mình sẽ có một video uh, một case study nói về cái việc mà tăng cái lượt theo dõi này um, và nói tóm lại nguyên cái file PDF hai dài 22 trang này chỉ duy nhất một cái thôi đó chính là mình sẽ tạo một cái mạng giảm giá nhưng mà khách hàng muốn nhận được mạng giảm giá đó thì bắt buộc phải follow shop của mình thì sau khi mà follow xong nó giống như là phễu vô phễu là xong là coi như là khách hàng đã vô trong cái phễu của mình rồi thì mình có quyền gửi mã giảm giá là mình có quyền đăng những thông tin về sản phẩm mới này hay là đăng những thông tin feedback này vân vân và những khách hàng theo dõi là những khách hàng mà người ta thấy mình hàng ngày nếu người ta lướt một dạo thì người ta sẽ thấy mình hàng ngày và cái file này bạn cũng có thể đọc luôn nha mình sẽ gửi trên City luôn rồi thì hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha thì video tiếp theo là video thực hành thực hành về mã giảm giá luôn rồi ở đây nó sẽ có một cái gọi là cái, cái nè cái mức nè những cái mức giảm giá hiệu quả theo từng ngành hàng đây này nó sẽ có theo từng mức khác nhau thì đây chỉ là một cái pha nghiên cứu thôi chứ không bắt buộc là mình phải làm theo à, mình phải test nhiều lần thì mình mới rút ra được những cái ngành hàng riêng của mình thì mình nên để mức giảm giá nào thì nó ok ví dụ như ví dụ như là đây ừ, rồi. ví dụ thiết bị gia dụng nè ở à, đây là một con số trung bình chứ nó không phải là chính xác nha chỉ là trung bình ví dụ như giảm là từ 40 50k cho đơn hàng tối thiểu là 1/3. À, còn ví dụ thời trang đi, giảm tối thiểu là 200 000 200 000 196 000 cho từ 10 đến 20 000 nên để mình nói là cứ giảm 20 000 cho 200 000 à, theo kinh nghiệm mình vậy nha. Bạn cứ auto là 10 000 cho 100 000 nghìn, 20 000 nghìn cho 200 000 nghìn, 30 000 nghìn cho 300 000 hoặc 40 000 cho 400 000 nghìn, 50 000 nghìn cho 500.000đ. vậy thôi cứ tăng theo từng từng nấc từng nắc là vậy thôi là ok nhất. Không phải nghe theo thằng nào hết. Rồi thì đó là cái video về cái bài em giá tổng quan về bài em giá phần lý thuyết ngày hôm nay. Thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hành luôn. Còn cái file toàn bộ những file này thì mình sẽ up trên Capacity nha. Rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.